À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào các em, như vậy là ở buổi trước chúng ta được học các kiến thức về phương trình bậc nhân một ẩn và cách giải rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương trình mà mình đưa được về dạng phương trình bậc nhất, đó là dạng AX cộng B bằng 0 nhé. Cô sẽ đi luôn vào phương pháp giải đối với dạng này. Ở đây để giải được thì chúng ta sẽ tìm cách để biến đổi những cái phương trình đề bài cho về dạng là AX cộng B bằng 0, hay nói cách khác là phương trình bậc nhất một ẩn, bằng cách là mình sẽ đi sử dụng cái quy tắc chuyển vế này, hoặc là sử dụng quy tắc nhân này. Đôi khi là mình phải sử dụng thêm các quy tắc để phá ngoặc nữa, thì mình sẽ nhân ra quy tắc nhân đơn thức với đa thức, hoặc là nhân đa thức với đa thức đấy. Ngoài ra thì còn có là có dấu trừ đằng trước, thì mình nhớ là khi phá ngoặc mình phải đổi dấu toàn bộ hạng tử bên trong. Đôi khi là mình gặp phân số thì mình phải biết đi quy đồng mẫu và biết thu gọn biểu thức, thì mình sẽ đưa được về cái dạng mà bài ngày hôm nay chúng ta đề cập đến, đó là dạng AX cộng B bằng 0. Mình sẽ đi cùng nhau đi vào một số ví dụ cụ thể. Ví dụ 1, cô yêu cầu chúng ta là giải phương trình sau đây: 2x trừ đi mở ngoặc 3 trừ 5x bằng 4 nhân với mở ngoặc x cộng 3. Nào, để giải phương trình này thì mình sẽ làm thế nào? Mình cũng đừng băn khoăn nhiều, chúng ta sẽ đi biến đổi thôi. Mình dựa vào những cái quy tắc mà mình đã học, mình biến đổi thì mình đưa được về dạng AX cộng B bằng 0. Đây, chép lại đề một chút. 2x trừ đi mở ngoặc 3 trừ 5x đóng ngoặc bằng 4 nhân với mở ngoặc cộng 3. Thì ở đây mình quan sát đầu tiên là mình có những cái dấu ngoặc này. Vậy thì đầu tiên mình nghĩ đến đó là mình phải phá những cái dấu ngoặc này ra. Phá ra thì nó bắt đầu nhóm tiếp và làm tiếp được. Đấy, thì phá ra chúng ta cần phải ghi nhớ tương đương này: 2x nha. Có dấu trừ đằng trước, tất cả hạng tử bên trong nhớ đổi dấu cho cô. Như vậy 3 chúng ta phải đổi thành trừ 3. Trừ 5x mình phải đổi thành cộng 5x. Đấy, đổi dấu đấy, thấy chưa? Tiếp tục, đến đây, bằng, chép bằng đã. 4 nhân với mở ngoặc x cộng 3 thì mình phải biết nhân nó ra. Nhân ra được 4 nhân x này, cộng với gì? Cộng với 4 nhân 3, đúng không nào? 4 nhân 3 nhá, đừng có cộng với 3, cộng với 3 mình nhầm đấy. Đấy, đến đây rồi, thì chúng ta đã đưa về cái dạng mà nó chỉ có x với lại chỉ có số thôi. Thì mình sẽ đưa hết x về một vế, đưa hết số về một vế để mình làm cho nó nhanh. Đấy, thì ở đây vế trái cô đang có 2x này. Dấu trước 5x là cộng 5x, vì vậy mình phải giữ cái dấu trước nó đây này, là cộng 5x. Tiếp tục, 4x chuyển sang vế trái mình được trừ 4x. Tiếp tục bằng 4 x 3 là 12, viết 12 luôn nhá. 12 trừ 3 chuyển sang đây mình được cộng 3. Đến đây rồi mình tiếp tục tính toán. 2x cộng 5x trừ 4x thì bằng cái gì? Nào, mình sẽ lấy 2 cộng 5 rồi trừ đi 4. 2 cộng 5 là 7 và trừ 4 là 3. Như vậy mình sẽ được là 3x. Đấy, nhớ là nhét thêm cái chữ x vào, bởi vì đây có 2x, 5x với lại trừ 4x mà. Rồi, bằng 12 cộng 3 là 15. Đến đây thì dễ chưa? Dễ quá rồi còn gì nữa. Mình sẽ chia cả hai vế cho 3. Như vậy mình được x bằng 15 chia cho 3. Như vậy tương đương với việc x của chúng ta khi đó phải bằng 5. Và mình sẽ đi kết luận. Vậy tập nghiệm của phương trình là f bằng tập hợp số 5. Đó, như vậy là từ những cái phương trình mà nó phức tạp thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa được về dạng AX cộng B bằng 0, và mình giải một cách bình thường bằng những cái quy tắc, bằng những cái cách để chúng ta thu gọn biểu thức thôi, thì mình sẽ làm được như thế này. Ví dụ tiếp theo, cô vẫn yêu cầu chúng ta là giải phương trình. Tuy nhiên với đề bài này thì cô cho chúng ta phương trình của mình là có những cái mẫu. Đấy, thế thì mình phải làm thế nào?
Vậy thì chúng ta sẽ phải biết là mình đi quy đồng lên thì chúng ta làm. Đấy, phải biết quy đồng lên nhá. Thì trước khi quy đồng, cô sẽ lại chuyển tất cả những cái thứ mà nó đang chứa x ở trong này sang vế trái và để mỗi số ở bên vế phải thôi. Đấy, thì cô chuyển nhá. À thôi, không chép lại đề nữa, cái đề này sinh rồi. Không nhỉ? Tương đương luôn nhá. Tương đương luôn. Nào, chép lại một chút những cái phân số này. 5x trừ 2/3 cộng x này. Đây, đây chính là biểu thức mà có chứa x. Như vậy là cô sẽ chuyển sang. Chuyển sang thì cô được là cộng chuyển thành trừ. 5 - 3x/2 bằng 1. Rồi, quan sát cái vế trái này của chúng ta. Mẫu chung của mình là mấy? Có biết không? À, mẫu chung của mình phải là 6 đúng không nào? Phía đây 3, đây 2, mẫu chung là 6. Mình quy đồng một phát cả 3 biểu thức này cho cô nhé. Quy đồng một phát cả 3 biểu thức. Mẫu chung là 6. Vậy thì phân thức đầu tiên này chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 2. Đúng không? Nhân với 2. 2 nhân mở ngoặc. 5x - 2/6. Tiếp tục, x thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu cho 6. Đúng không nào? Như vậy sẽ cộng với 6x/6. Trừ đi. Ở đây mình sẽ nhân cả tử và mẫu cho 3. Đó, bạn nào mà còn chưa biết quy đồng thì phải xem lại chương 2 nhá. Kiến thức trong chương 2 không vững mà không làm được đâu. Mẫu là 6. Đó. Thì ở đây với cái số 1 này thì cô cũng sẽ viết 1 - 6/6 luôn nhá. Ok không? Quy đồng luôn để lát nữa mình bỏ mẫu. Nào, tương đương. Vậy thì ở bên vế trái này chúng ta sẽ cộng và trừ phần tử đi, tương ứng. Nhân luôn. À thôi, cứ viết ra nhỉ. Nhân đi, 2 x 5x thì mình được 10x, đúng chưa? Trừ đi 2 x 2 thì mình được 4. Chỗ này cô làm nhanh nhá. Quen rồi thì làm nhanh thôi. Cộng 6x thì viết là cộng 6x. Ở đây trừ này. Như vậy là theo cách của cô dạy ấy, chúng ta mở cái ngoặc ra cho nó dễ. Không lại sai, không lại nhầm dấu, bởi vì trước là dấu trừ. Nên là mình sẽ phải nhân cái phần tử này nhưng mà mình đóng mở ngoặc nó vào. 3 x 5 chúng ta được 15. 3 x trừ 3x chúng ta được trừ 9x. Tất cả mình phần 6x đúng không nào? Tất cả phần 6x kẻ bằng thước cho nó đẹp nhá. Bảo là cô kẻ xấu. Đây, phần 6 và nó bằng 6/6. Đến đây cô thấy là vế trái có mẫu là 6 mà vế phải có mẫu là 6. Chúng ta sẽ bỏ phần mẫu này đi thì mình sẽ được là tử bằng tử thôi. Thế thì mình sẽ tương đương với việc này. Cô phá ngoặc nha. Cô để lại tử và cô phá ngoặc luôn nha. 10x - 4 + 6x này. Có dấu trừ đằng trước, bên trong đổi dấu. 15 chuyển thành -15. -9x chuyển thành +9x và bằng 6. Đến đây lại theo quy tắc cũ, chuyển hết x về một vế, chuyển hết số về một vế. Chuyển hết x về một vế nào. 10x này, ở đây còn cộng 6x chép vào này. Cộng 9x chép vào này. Bằng 6. Chuyển -4 sang thì thành +4. Chuyển -15 sang thì thành +15. Đến đây tính tiếp nào. 10x cộng 6x cộng 9 thì được bao nhiêu? Mình lấy 10 cộng 6 cộng 9 đúng không nào? 10 cộng 6 cộng 9 chúng ta được 25x. Chưa? Bằng 6 cộng 4 cộng 15 chúng ta được cũng được 25. Đúng chưa? 6 cộng 4 là 10, cộng 15 là 25 rồi sao? Đến đây rồi mình tìm x dễ dàng. Như vậy sẽ tương đương với việc x bằng 25 chia cho 25. Vậy thì mình sẽ ra được x của mình phải bằng 1. Và khi đó mình kết luận. Vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng tập hợp 1. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thiện xong ví dụ này. Nhớ cho cô, với những ví dụ mà mình có mẫu như thế này. Mẫu là một số thôi nhé, tạm thời mình mới học với mẫu là một số thôi. Thì chúng ta sẽ đi quy đồng cho cô. Mình quy đồng một loạt luôn là tốt nhất.
đưa về cùng mẫu, sau đó mình sẽ khử mẫu đi và đưa được về dạng phương trình AX cộng B bằng 0. Đó, như vậy là mình giải được. Ví dụ thứ ba cô cho chúng ta như sau. 3x trừ 1 nhân với x cộng 2 phần 3 trừ 2x bình cộng 1 phần 2 bằng 11 phần 2. Thì chúng ta quan sát một chút thì các bạn thấy rằng là ôi cô ơi, cái phần này nó có mũ 2 cô ạ. Chia rồi không làm được, chỉ làm được mũ 1 thôi. Không, là bình thường. Mình vẫn cứ nhân xong rồi mình biến đổi bình thường nha, sẽ không có gì đâu. Ở đây chúng ta sẽ đi nhân đa thức với đa thức này. Đó, sau đó mình sẽ lại đi quy đồng. Mình đi quy đồng lên, sau đó mình đi thu gọn, rồi mình làm bình thường. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau giải quyết nhé. Tương đương, đừng sợ, cứ làm đi. Nhân nào, nhân đa thức với đa thức còn nhớ không? Bạn nào mà chưa nhân được mà nhân còn sai ấy, xem lại cho cô. Chứ đến bây giờ kỳ 2 rồi, không còn ai có thể là dạy lại cho con những cái phần đấy đâu. Chúng ta cần phải tự giác để chúng ta nắm được những kiến thức này. Nhân lấy 3x nhân x chúng ta được 3x bình, mình viết 3x bình. 3x nhân 2 mình được cộng 6x. Trừ 1 nhân x mình được trừ x. Trừ 1 nhân 2 mình được trừ 2. Đó, phần 3. Ở đây thì cô tạm thời giữ nguyên phần đằng sau đã, bởi vì mình chưa có nhân cái gì cả. Đến đây mình quan sát một chút thì mình thấy rằng mẫu chung của mình sẽ là 6, mẫu chung là dễ, mẫu chung là 6. Và mình sẽ vừa quy đồng và vừa thu gọn cái phân thức đầu tiên này nhá. Thì mình thấy là có 6x trừ x thôi, mình sẽ được là 5x. Vậy thì sẽ tương đương với việc phân thức đầu tiên mình cần phải nhân cả tử và mẫu với 2. Như vậy mình sẽ được là 2 nhân với mở ngoặc 3x bình. Ở đây là cộng 5x trừ 2 phần 6. Tiếp tục phân thức thứ hai thì cô cần nhân cả tử và mẫu với mấy ạ? Với 3 đúng không nào? Nhân với 3, 2x bình cộng 1 phần 6 bằng 11 phần 2, cũng quy đồng luôn, nhân cả tử và mẫu với 3, 11 nhân 3 phần 6. Rồi, đến đây rồi nhỉ, chúng ta sẽ đi vừa nhân thu gọn các tử mà mình vừa trừ tử cho nhau nhá. Trừ nào, nhân đã nào, 2 nhân 3x bình mình được 6x bình, đúng chưa? 2 nhân 5x mình được cộng 10x. 2 nhân với trừ 2 mình được, mình sẽ được là trừ 4 phần 6. Được chưa? Ở đây thì mình làm luôn nhé, mình trừ tử luôn đi. Mình trừ tử thì chúng ta sẽ làm tắt một xíu được không nhỉ? Ở đây có dấu trừ thì mình nhớ trong đầu là chúng ta sẽ phải đổi dấu. Mình phải đổi dấu, không được đổi dấu là mình sai. Đấy, bây giờ mình sẽ nhân này, nhân cái tử vào này. 2 nhân 3 nhân 2x bình mình được 6x bình, đổi dấu thành trừ 6x bình. Nhớ là phải đổi dấu nhá, đổi dấu là sai hết đây, sai hết là tiếc lắm. 3 nhân với 1 mình được 3, mình đổi dấu thành trừ 3. Và phần của mình là phần 6. Ô cô kẻ hơi lệch, để kẻ lại cho nó đẹp nào. Kẻ lại tí nha. Đây. Phần 6 và nó sẽ bằng 11 nhân 3 mình được 33 phần 6. Rồi, đến đây mình sẽ đi bỏ phần mẫu đi. Đúng không nào? Bởi vì mẫu cũng là 6, mình bỏ nó đi. Và mình sẽ tiến hành là mình đi thu gọn cái phần tử này. Mình thấy có đơn thức đồng dạng là 6x bình và trừ 6x bình, mình nhóm vào một nhóm. Như vậy là mình được mở ngoặc là 6x bình trừ 6x bình vào một nhóm. Chúng ta còn cộng 10. Và ở đây còn hai số là thì mình cho vào cộng với mở ngoặc trừ 4. Mang dấu trước nó đi. Và trừ đi 3 sẽ bằng với 33. Và đứng đây thì mình sẽ đi tính tiếp thôi. 6x trừ 6, 6x bình trừ 6x bình thì mình được được không? Không biết nữa. Chỗ này cô chép thiếu này. Đấy. Cộng với 10x. Đấy. Như vậy là mình sẽ được 10x. Cộng với ở đây là trừ 7 đúng không nào? Cộng với trừ 7.
bằng 3 13. Vậy thì có nghĩa là đến đây chúng ta sẽ được là 10x sẽ bằng gì nhỉ? À, ở đây chúng ta chuyển cái cộng với trừ 7 sang đúng không? Nhưng mà mình có thể hiểu là cái dấu cộng này ra, chuyển cái trừ 7 thôi, chuyển trừ 7 sang là thành cộng 7. Như vậy nó sẽ bằng 33 cộng 7. Thế thì x của chúng ta, 10x của chúng ta sẽ ra bằng 40 đúng không nào? Và khi đó thì mình dễ dàng chúng ta giải ra được x sẽ bằng 40 chia cho 10. Và thế thì mình sẽ ra được kết quả x của mình bằng 4. Và khi đó chúng ta nhớ là chúng ta tự thêm cho cô câu kết luận nhé. Cô kết luận cho mình nhiều rồi, mình cũng tự kết luận vào đây cho cô. Vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng 4. Như vậy là mình xong. Chúng ta cùng sang ví dụ 4. Ví dụ 4 cô vẫn yêu cầu chúng ta là giải phương trình. Và phương trình của chúng ta vẫn xuất hiện những cái ẩn ở mẫu như thế này. Vậy thì chúng ta vẫn sẽ phải sử dụng các bước quy đồng giống như cách chúng ta đã làm trong ví dụ 3. Thì ở đây chúng ta sẽ xem là thế thì 6 và 4 ở đây x này này, chúng ta sẽ hiểu là x phần 1. Như vậy mẫu của nó là mẫu 1. Mình có mẫu 1, mẫu 6 và mẫu 4. Thì mẫu chung của nó nhỏ nhất có thể bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ nhẩm ra ngay nó là bằng 13 rồi, 12 đúng không nào? Khi nó bằng 12 rồi thì chúng ta sẽ quy đồng lên. X thì mình sẽ viết thành 12x phần 12 trừ. Đến đây, để có mẫu là 12 chúng ta cần nhân cả tử và mẫu với 2. Như thế thì chúng ta sẽ được là 2 nhân với mở ngoặc 5x cộng 2 phần 12. Chưa? Và bằng ở đây. Chỗ này thì cô sẽ phải nhân cả tử và mẫu với 3 đúng không nào? Như vậy cô sẽ được là 3 nhân với mở ngoặc 7 chứ 3x phần 12. Chưa? Đến đây rồi chúng ta bắt đầu đi cộng trừ các tử với nhau. Cụ thể ở đây là trừ thôi. Mình sẽ lấy 12x trừ đi. Chỗ này mình có thể nhân vào luôn. Và khi chúng ta nhân thì chúng ta giữ nguyên cái ngoặc cho cô. Chúng ta có một cái ngoặc. Bởi vì công việc của mình bây giờ là đang nhân cái cụm này lại. Nhân cụm này lại. Và trước đó có dấu trừ thì chúng ta nên để dấu trừ để đỡ nhầm. 2 nhân với 5x chúng ta được 10x. Tiếp tục 2 nhân với 2 chúng ta được cộng 4. Đó, phần 12. Cái này thì bạn nào kẻ không thẳng mình sử dụng thước cho cô nha. Bằng, ở đây mình cũng nhân này, 3 nhân 7 là 21. 3 nhân trừ 3x chúng ta được trừ 9x và phần 12. Đến đây mình thấy rằng A cùng có mẫu là 12 đúng không? Như vậy muốn hai phân thức này bằng nhau thì tử phải bằng nhau, đúng chưa? Như vậy mình sẽ suy ra được là hai tử này phải bằng nhau. Và chúng ta sẽ làm cùng với việc là mình phá dấu trừ. Đây, phá dấu ngoặc này ra và nhớ là trước dấu ngoặc có dấu trừ thì bên trong đổi dấu cho cô. Vậy thì mình sẽ được là gì? Chúng ta sẽ được là 12x. Ở đây có dấu trừ đúng không? Như vậy sẽ thành trừ 10x trừ 4. Và sẽ bằng với ở đây là 21 trừ 9x. Rồi, đến đây rồi mình có biết mình làm thế nào không? Chúng ta sẽ đưa hết x về một vế và đưa hết số về một vế đúng không nào? Đưa hết x về một vế nhá, cô tạm giữ nguyên cái này lát nữa mình tính cụ thể sao? Thì chúng ta sẽ được là 12x trừ 10x. Chỗ này có trừ 9x, mình chuyển vế sang thành cộng 9x. Và sẽ bằng, ở đây có 21, giữ lại 21 đã. Trừ 4 chuyển sang mình được cộng 4. Và đến đây mình đi cộng trừ. Đó, thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu đây? Ở đây là 12, trừ đi 10 là 2 đúng không? 2 cộng với 9 là 11x. Và ở đây là bằng 21 cộng 4 là 25. Như vậy chúng ta sẽ ra kết quả của mình x bằng 25 phần 11. Như vậy là chúng ta giải xong. Nhưng các bạn có biết là cô đang thiếu cái gì không? Chúng ta đang thiếu dấu tương đương ở đâu?
Nhớ cho cô, bây giờ sang kỳ 2 rồi, chúng ta bắt buộc phải có những cái dấu tương đương ở đầu. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã nói rằng những cái phép biến đổi này của chúng mình là những phép biến đổi tương đương. Vì vậy là chúng ta phải có vào nhá. Nhiều bạn là còn quen với những cái cách ở kỳ 1 và trước đây chúng ta viết. Vì vậy là chúng ta thiếu cái dấu tương đương này, dẫn đến lại bị trường điểm trình bày thì rất đáng tiếc. Vì vậy là chúng ta sẽ thêm hết các dấu tương đương vào đây cho cô nhé. Và nhớ là bao giờ cũng phải có, bắt đầu từ bây giờ. Và khi đó chúng ta thêm một bước nữa, đó là bước kết luận. Vậy giải phương trình thì tập nghiệm của phương trình là tập nghiệm của viết tắt nhé của phương trình là S bằng tập hợp số 25 phần 11. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thiện bài tập này. Ví dụ tiếp theo vẫn là một ví dụ có phân số. Thì ở đây nhiều bạn sẽ làm ngay, đó là chúng ta sẽ đi quy đồng lên, đúng không nào? Nhưng mà ngoài ra chúng ta vẫn có những cách khác. Bởi vì sao? Chúng ta quan sát kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy rằng tử của chúng ta toàn là x-1, đúng chưa? Vậy thì chúng ta có thể đưa x-1 và coi x-1 như là một nhân tử chung. Chúng ta sẽ đưa ra ngoài, và sau đó chúng ta sẽ tìm nó. Cụ thể là như sau. Tương đương, mình sẽ viết hết để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cô sẽ viết x-1 phần 2 thành x-1 nhân với 1 phần 2 nhé. Rõ ràng là giống nhau, đúng không nào? Đây, bởi vì là mình lấy x-1 mà nhân với 1 thì chính là x-1 còn gì, đúng không? Như vậy là x-1 nhân 1 phần 2 chính là x-1 phần 2. Tiếp tục ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ viết x-1 phần 3 thành x-1 nhân với 1 phần 3 trừ đi, ở đây sẽ là x-1 nhân 1 phần 6 bằng 2. Đến đây thì chúng ta thấy rằng nhân tử chung đây rồi. Chúng ta đặt hết ra ngoài. Mình đặt hết ra ngoài thì chúng ta sẽ được là gì? X-1 nhân với mở ngoặc, mình còn 1 phần 2 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 6 bằng 2. Đó, đến đây thì chúng ta chỉ cần tính cái phần này ra, đúng không nào? Tính phần này ra, sau đó chúng ta sẽ tìm được x-1 bằng cách lấy 2 chia cho kết quả ở đây. Thì 1 phần 2 cộng với 1 phần 3 chúng ta sẽ ra kết quả là 5 phần 6. 5 phần 6 trừ đi 1 phần 6 là mình được 4 phần 6. Có nghĩa là mình sẽ rút gọn đi được 2 phần 3, đúng không nào? Như vậy mình sẽ tương đương với việc x-1 nhân 2 phần 3 bằng 2. Vậy thì ở đây chúng ta muốn tìm ra x-1 thì chúng ta phải dùng quy tắc nhân, đúng không? Để chúng ta chia cả hai vế cho 2 phần 3. Khi đó chúng ta sẽ tương đương với việc x-1 bằng 2 chia cho 2 phần 3. Hoặc các bạn có thể hiểu là muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. Như vậy mình sẽ giải ra được là x-1 của mình. Cô giải nhanh chỗ này nhá. Chia 2 phần 3 tức là nhân 3 phần 2, đúng không? Mình rút gọn sẽ ra là 3. Và khi đó thì mình sẽ tìm được tương đương với việc x của mình sẽ bằng 3 cộng 1. Và có nghĩa là x sẽ bằng 4. Khi đó chúng ta lại tiếp tục đi kết luận. Vậy tập nghiệm của phương trình là, và chúng ta sẽ ra được kết quả bằng 4. Còn bạn nào mà không làm như cô thì có thể quy đồng. Khi mà chúng ta quy đồng, chúng ta sẽ lấy cho cô mẫu chung nhỏ nhất là 6 nhé. Đấy, bởi vì hai cái mẫu 2, 3, 6 này thì chúng ta chọn là 6 thôi cho nó nhỏ nhất. Thì chúng ta cũng sẽ ra kết quả là 4 như thế này. Ví dụ cuối cùng cô cho chúng ta như sau. Ví dụ này gồm có hai phần. Phần A là x cộng 1 bằng x-1. Thì ở đây chúng ta thấy rằng phương trình này rất dễ, đúng không nào? Tuy nhiên thì lại có một cái điểm mà cô muốn lưu ý cho chúng ta đấy. Và ở phương trình dễ như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là chúng ta sẽ đi chuyển hết x về một vế và chuyển hết số về một vế. Khi chuyển hết x về một vế chúng ta sẽ được là x bằng -1 -1, đúng chưa nhỉ? Đây đây, cô chuyển x đây sang thì được là -x, và chỗ này còn -1 thì cô chép xuống đã. 1 mình chuyển vế sang thành -1. Như thế thì đến đây chúng ta sẽ tính gọn nó lại thôi.
x trừ x thì ở đây các bạn có thể tính bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi đặt nhân tử chung ra, thì nhân tử chung của chúng ta là x, đúng không? Bởi vì mình hiểu đây là x nhân 1 trừ đi x nhân 1 mà. Cách thứ hai đó là chúng ta hiểu là 1x trừ 1x thì bằng mấy x? À, chắc là ai cũng trả lời được đúng không nào? 1x trừ 1x thì bằng 0x chứ còn gì nữa. Và khi đó thì cô sẽ viết thêm một bước vào đây nhá. Chúng ta sẽ được là 0x bằng trừ 2. Được chưa? 0x bằng trừ 2. 0x bằng trừ 2 tức là 0 bằng trừ 2 đúng không? Bởi vì 0 nhân x thì bằng 0 mà. 0 bằng trừ 2 thì điều này nó có hợp lý không? Chúng ta thấy có hợp lý không? Làm gì mà 0 bằng trừ 2 được đúng không nào? Vậy thì điều này là hoàn toàn vô lý. Nó vô lý thì khi đó chúng ta sẽ kết luận như thế nào đây? Chúng ta sẽ phải đi kết luận cho cô là vậy phương trình của mình vô nghiệm, hoặc là vậy tập nghiệm của phương trình là f bằng rỗng. Chúng ta sẽ viết chữ rỗng thôi chứ không phải là viết có dấu tập hợp nhé. Đây này, vậy tập nghiệm của phương trình là, các bạn có thể kết luận theo cách này, s bằng rỗng. Chúng ta nhìn rõ chưa? S bằng rỗng chứ không có cái việc như thế này đâu, s bằng tập hợp xong rồi rỗng như thế này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ rỗng này người ta đã đọc là tập hợp rỗng rồi, còn thông thường là chúng ta đọc tắt với nhau là chúng ta đọc là rỗng thôi, chứ còn thực ra nó là tập hợp rỗng rồi đấy. Đấy, thì chúng ta không cần có cái dấu ngoặc nhọn nữa nha, nhớ cho cô. Tiếp tục sang phần B. Phần B thì có cái điều gì đáng nói đây? Chúng ta sẽ lại chuyển nhanh nhá. Mình chuyển vế sang thì mình sẽ được là x trừ x bằng 1 trừ x. Và đến đây chúng ta cũng tính nhanh được, nó sẽ bằng 0. 0x bằng 0 thì có nghĩa là 0 bằng 0 đúng không? 0 bằng 0 thì đúng không? Đúng quá còn gì nữa, 0 thì chẳng bằng 0 thì bằng mấy đúng không nào? Vậy thì cái điều này chúng ta sẽ khẳng định được là nó luôn đúng. Và khi luôn đúng thì chúng ta sẽ kết luận như thế nào? Chúng ta sẽ kết luận là vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x đó. Hoặc là chúng ta có thể kết luận là phương trình có vô số nghiệm thì cái điều này cũng tạm được chấp nhận. Nhưng mà cái câu này sẽ đúng hơn này. Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x, tức là x bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì phương trình này của cô cũng vẫn đúng, tức là có nghiệm với mọi x thuộc R. Vậy thì chúng ta có thể kết luận theo tập nghiệm của phương trình bằng cách khác. Đó là tập nghiệm của phương trình là S bằng tập hợp R. Đó, được chưa? Đây là cách chúng ta viết thứ hai nhá. Sang phần bài tập củng cố, bài tập đầu tiên cô chữa chúng ta đó là bài 11 trong sách giáo khoa trang 13. Bài này thì cô sẽ chữa chúng ta 3 phần A, B, C. Còn phần D, E, F thì chúng ta sẽ về nhà tự làm và so sánh với kết quả của cô ở dưới phần comment nhé. Ở đây thì đây là một dạng bài tập mà cô nghĩ rằng nó đơn giản nhất trong tất cả các cái bài mà giải phương trình mà chúng ta có thể sẽ gặp trong đề kiểm tra. Thì chúng ta cần phải nắm được thật là vững vàng và cẩn thận từng ly từng tí để mình không bị sai, không mất điểm những phần này. Thì ở đây phương pháp rất đơn giản thôi. Chúng ta nắm chắc cho cô quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để chúng ta có thể đưa hết tất cả biến của mình về một vế và toàn bộ số về một vế. Thì khi đó chúng ta sẽ làm được phần A. Đề bài cho 3x trừ 2 bằng 2x trừ 3. Thì đến đây đương nhiên là chúng ta sẽ đi chuyển hết x về một vế và chuyển hết số về một vế đúng không nào? Ở đây vế trái chúng ta có 3x thì chúng ta sẽ tương đương, mình chép chữ 3x xuống đã. Vế phải mình có 2x, như vậy mình sẽ chuyển vế sang thành trừ 2x. Khi đó mình được bằng, ở đây là trừ 3 thì chúng ta sẽ viết lại trừ 3. Trừ 2 mình chuyển vế sang thành cộng 2 đúng không nào? Cộng 2. Và khi đó mình sẽ giải ra được 3x trừ 2x là bằng 1x, khi đó chúng ta chỉ cần viết cho cô là x thôi. Chúng ta viết là x thôi. Bằng trừ 3 cộng 2 mình được trừ 1. Như vậy là mình đã giải ra được x bằng trừ 1 rồi. Thì chúng ta chỉ cần kết luận nữa là đủ. Khi đó chúng ta kết luận vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng tập hợp trừ 1. Như vậy là xong. Đó. Chúng ta cùng tiếp tục với phần B. Phần B mặc dù đề hơi dài một chút và ẩn của chúng ta bây giờ là ẩn U, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ làm như thế. Và bây giờ mình chuyển biến sang thì biến của mình sẽ là biến U. Và mình sẽ chép lại một chút.
B 3 trừ đi 4U cộng 24 cộng 6U bằng U cộng 27 cộng 3U. Đến đây này, chúng ta đi chuyển hết U về một vế đúng không? Mình sẽ tương đương. Nào, chuyển nào. Ở đây là trừ 4U thì mình chép lại đã. Đúng không? Ở đây là cộng 6U chúng ta chép lại đã. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi chuyển. Chuyển này, U thì mình chuyển sang thành trừ U. 3U mình chuyển sang thành trừ 3U. Và số thì chúng ta chỉ còn số 27 ở đây thôi. Tiếp tục số ở vế trái chuyển sang này. 3 thì mình được trừ 3. 24 thì mình viết là trừ 24. Và đến đây mình sẽ tiếp tục mình đi tính toán và thu gọn lại. Ở đây trừ 4U cộng 6U. Trừ U này mình hiểu là trừ 1U thì nó dễ tính. Trừ đi 3U nữa. Như vậy để tính được chúng ta sẽ lấy trừ 4 cộng 6 trừ 1 trừ 3. À trừ 4 cộng 6 mình được 2 đúng không? 2 trừ 1 là được 1, 1 lại trừ đi 3 nữa. Như vậy mình được trừ 2. Có nghĩa rằng mình sẽ được trừ 2U bằng 27 trừ 3 trừ 24 thì mình sẽ ra kết quả là 0. Thế thì mình sẽ dễ dàng, mình tính ra được U của mình khi đó sẽ bằng 0 chia cho trừ 2. Và mình sẽ ra được kết quả U của chúng ta bằng 0, đúng không? Và khi đó chúng ta lại nhớ là chúng ta đi kết luận vào. Vậy tập nghiệm của phương trình là ghi đầy đủ vào nhá. F bằng đó, như vậy là xong. Tiếp tục với phần cuối cùng, phần C. Phần C cô cho là 5 trừ đi mở ngoặc x trừ 6 đóng ngoặc bằng 4 nhân với 3 trừ 2x. Thì chúng ta cần phải đưa phần C này về dạng giống như phần A và phần B bằng cách là chúng ta phải phá những dấu ngoặc này ra. Để phá ra thì chúng ta phải nhớ rằng trước dấu ngoặc có dấu trừ thì khi phá ra tất cả bên trong đổi dấu. Đó. Tiếp theo là chúng ta phải nhân. Nhiều bạn là chỉ nhân 4 nhân 3 rồi quên mất không nhân 4 với trừ 2x là sẽ sai. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là mình nhân cả vào. Và như thế thì mình sẽ làm được tương đương với 5. Nhớ này, dấu trừ bên đằng trước bên trong tất cả đổi dấu này. X thì mình sẽ đổi thành trừ x. Trừ 6 đổi thành cộng 6 và bằng. Bắt đầu nhân này, lấy 4 nhân 3 mình được 12. Trừ đi 4 nhân 2x chúng ta được 8x. Và đến đây chúng ta đi thu gọn. Tương đương trừ x cô chép lại đã. Trừ x, trừ 8x chuyển vế sang được cộng 8x bằng, ở đây là 12 chép lại này. Chuyển 5 sang mình được trừ 5. Chuyển 6 sang mình được trừ 6. Như vậy sẽ tương đương với việc là gì? Trừ x cộng 8x thì mình hiểu là trừ 1x cộng 8x ấy. Như vậy có nghĩa là mình lấy trừ 1 cộng 8 đúng không? Trừ 1 cộng 8 mình sẽ được 7. Như vậy mình được 7x bằng, ở đây là 1. Đấy, 12 trừ 5 là 7 mà 7 trừ 6 là 1. Khi đó mình sẽ giải ra được tương đương với việc x bằng 1 chia 7. Hay mình sẽ viết với dạng phân số cho cô, đó là 1 phần 7. Bởi vì mình không thể nào mà mình chia được tiếp nữa thì mình có thể viết với dạng phân số luôn. Và khi đó mình lại nhớ là mình đi kết luận vào. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thành bài tập này. Với các phần là D, E và F thì chúng ta cũng sẽ làm với phương pháp tương tự. Và cố gắng là mình sẽ làm thật cẩn thận để chúng ta không sai nhé. Bài tập thứ 2 cô chữa chúng ta là bài 10 trong sách giáo khoa trang 12. Bài yêu cầu chúng ta là tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng. Bài này gồm có 2 phần. Phần A người ta cho chúng ta như sau. 3x trừ 6 cộng x bằng 9 trừ x. Nào, bây giờ thì tạm thời chưa nhìn vào lời giải thì theo chúng ta để làm được bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? À, chúng ta sẽ đi chuyển toàn bộ x sang một vế đúng không nào? Và ở đây mình sẽ lựa chọn là chuyển sang vế trái. Thì khi đó chuyển vế thì chúng ta nhớ rằng phải đổi dấu. Vậy thì mình sẽ kiểm tra một chút xem ở đây người ta đã làm đúng hay chưa. Nào, có 3x hạ 3x cộng x chúng ta hạ cộng x. À, ở đây người ta viết là trừ x, bởi vì phía bên vế phải ở đầu tiên ấy mình có trừ x. Ở đây người ta cho là bằng 9 trừ 6, bởi vì ở đây có số trừ 6. Vậy điều này có đúng hay không nhỉ? À, chưa đúng đúng không nào? Bởi vì cô đã nói rồi, chuyển vế thì phải đổi dấu. Như vậy đây chính là hai lỗi sai
mà ở trong bài này đang mắc phải, đó là bạn ấy đã chuyển vế nhưng quên mất là không đổi dấu. Như vậy ở đây chúng ta phải nhớ cho cô nhé, chuyển vế thì nhớ đổi dấu. Vậy thì chúng ta sẽ sửa lại bài tập này như sau. Ở đây này sẽ tương đương với việc là 3x cộng x chuyển trừ x sang thì chúng ta phải được là cộng x đúng không nào? Đấy, và bằng 9, ở đây có 9 thì mình sẽ viết 9 xuống. Ở đây có trừ 6, chúng ta chuyển sang thì trừ 6 mình phải đổi dấu thành cộng 6. Khi đó chúng ta tính toán nào. 3x này, ở đây cộng x thì mình hiểu là cộng 1x rồi lại cộng 1x nữa. Như vậy mình sẽ lấy 3 cộng 1 cộng 1 thì mình sẽ được là 5x đúng không nào? 5x ở đây là bằng 15. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra x bằng cách lấy 15 chia cho 5. Như vậy chúng ta sẽ ra được x bằng 3. Và đây mới là kết quả đúng. Tiếp tục sang phần B. Phần B đề bài cho chúng ta như sau. 2t trừ 3 cộng 5t bằng 4t cộng 12. Nào, vậy thì bây giờ mình sẽ xem trong cái bài này có sai ở đâu không nhá. Ở đây có 2t này, cộng 5t chúng ta chép xuống dưới này. Vế phải có 4t chúng ta chuyển sang vế trái thì chúng ta đổi dấu thành trừ 4t đúng không nào? Bởi vì ở đây là 4t thì mình hiểu là dương cộng 4t mà cộng chuyển vế sang sẽ thành trừ. Đó. Và ở đây bằng còn số 12 chúng ta viết số 12 xuống. Bên này có trừ 3, chúng ta chuyển vế sang thì phải là cộng 3 đúng không nào? Như vậy ở đây mới chỉ nhớ là đổi dấu một thập tự này thôi. Còn số 3 này thì lại quên mất là chưa đổi dấu. Như vậy là bài toán này cũng sai mặc dù ra kết quả rất là đẹp. Vậy thì chúng ta có thể sửa lại bài tập này cho cô không? Như vậy là chúng ta chỉ cần sửa cho cô dấu trừ 3 là thành cộng 3 thôi. Bởi vì là trừ 3 mình chuyển vế sang thì mình nhớ là mình phải đổi dấu, không được quên đổi dấu. Đấy, thì khi đó chúng ta sẽ được là 2t cộng 5t trừ 4t bằng 12 cộng 3. Khi đó chúng ta sẽ đi tính toán 2t cộng 5t trừ 4t. Chúng ta lấy 2 cộng 5 trừ 4, 2 cộng 5 là 7, 7 trừ 4 là 3. Như vậy mình sẽ được là 3t bằng 15. Và khi đó t của chúng ta sẽ bằng 15 chia cho 3. Như vậy mình tính được t của mình bằng 5. Như vậy là chúng ta giải quyết xong những bài tập này rồi. Đó là toàn bộ những bài tập mà cô muốn chúng ta lưu ý trong bài học ngày hôm nay. Về nhà thì chúng ta sẽ làm cho cô các bài tập trong phần luyện tập sách giáo khoa trang 13 và trang 14. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em buổi học sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.